Hello, xin chào tất cả các bạn. Thời gian qua thì Hello Shop rất cảm ơn quý vị khán giả đã đang và sẽ sử dụng sản phẩm công nghệ tại Hello Shop trong thời gian sắp tới. Mình đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn nào về các sản phẩm công nghệ, nhưng đặc biệt tại dòng sản phẩm công nghệ BS5 hiện tại đây. Có một câu hỏi mà mọi người đều thắc mắc, đó chính là sau khi sở hữu sản phẩm của BS5 rồi thì không biết bằng cách nào để có thể tạo được một tài khoản BSN trên BS5. Hôm nay sẽ là video giải đáp thắc mắc đó cho các bạn. Bắt đầu thôi nào. Ok, và ở phần mục đầu tiên về những điều bạn chưa biết về BS5 thì mình sẽ giúp các bạn tạo một tài khoản BSN trên BS5 nhé. Chúng ta vào mục cài đặt. Dưới cài đặt có hệ thống. Trong phần hệ thống này chúng ta có ngôn ngữ. Chọn ngôn ngữ. Tất cả các máy BS5 đều mặc định là tiếng Anh, thì chúng ta ở đây có phần đó chính là tiếng Việt. Chuyển sang tiếng Việt để giúp các bạn, hỗ trợ các bạn về phần tạo một tài khoản nhanh nhất và có thể giúp chúng ta tiết kiệm thời gian hơn. Ok, và bây giờ chúng ta bắt đầu ở giao diện thêm người dùng ha. Chúng ta vào thêm người dùng ở mục bắt đầu trò chơi. Đây là phần thỏa thuận giấy phép của hệ thống PlayStation. Tôi đồng ý, xác nhận. Nếu như ai đó đã có tài khoản đăng nhập rồi thì chúng ta dùng đăng nhập ID và mật khẩu ở đây. Ở đây thì mình do hướng dẫn các bạn sử dụng một tài khoản mới, thì chúng ta vào mục tạo tài khoản. Thông tin của bạn ở đây thì chúng ta nhập ngày tháng năm sinh. Mình khuyên rằng các bạn nên nhập ngày tháng năm sinh thật của mình ha. Và có một lưu ý ở đây là những người nào nhập ngày tháng năm sinh thì nên lưu ý rằng năm sinh chúng ta khi đó nhập vào thì chúng ta phải trên 20 tuổi. Thường các tựa game của PlayStation 5 khi mua sẽ là những người có độ tuổi trên 20 ha các bạn. Đây cũng là một cái note nhỏ cho các bạn để lưu ý, để sau này chúng ta thuận tiện hơn cho việc mua và sử dụng trải nghiệm game tại PlayStation 5. Sau khi nhập xong rồi, chúng ta ấn tiếp theo. Ở video này thì mình muốn hướng dẫn các bạn tạo ở vùng BSN, đó chính là US. Tiếp theo. Next thôi. Tiếp tục nào, ở đây chúng ta có mục đăng nhập và mật khẩu. Sau khi nhập địa chỉ Gmail vào thì chúng ta có phần tạo mật khẩu. Tại đây thì mình không hướng dẫn các bạn tạo mật khẩu ra sao, vì điều đó ảnh hưởng đến thông tin cá nhân của chính các bạn và cũng như khách hàng của chúng mình. Cho nên với gợi ý bên góc phải, hãy tự tạo cho mình một cái mật khẩu mà có thể thuận tiện và dễ nhất cho việc đăng nhập sau này của các bạn nhé. Ok, sau khi tạo xong mật khẩu rồi, chúng ta vào mục tiếp theo nào. Ở mục tiếp theo này, chúng ta có nhập thông tin họ và tên của các bạn. Ở đây mình nhập thông tin như bình thường thôi. Sau khi nhập thông tin xong, ở đây chúng ta có việc nhận qua email. Khi nhập vào địa chỉ email này, bấm bật lên thì các bạn sẽ nhận được một cái confirm gửi thông tin từ PlayStation 5 gửi qua email của các bạn. Tiếp theo, ở mã bưu điện, do đây là video hướng dẫn tạo tài khoản ở US cho nên mã bưu điện ở từng vùng khu vực sẽ khác nhau. Mình sẽ để thêm một vài mã nữa ở dưới hoặc là bên cạnh thông tin cho các bạn thấy nhé. Ở đây thì mình dùng US, mã gợi ý là 90034. Khi nhập vào mã bưu điện, chúng ta sẽ được hai phần tự đăng nhập, đó là phần thành phố và bang hoặc tỉnh với tài khoản ở US. Còn đối với các tài khoản ở Thái Lan hoặc là UK thì ở các mục thành phố và bang hoặc tỉnh các bạn phải tự nhập tay nhé. Ở mục này chúng ta sẽ chọn hình đại diện. Ở đây có rất nhiều nhân vật, hãy chọn một nhân vật mà các bạn thích nhé. Tại đây mình chọn hình đại diện của một nhân vật của một tựa game cũng tương đối là nổi tiếng, đó chính là God of War. Tiếp theo, ở mục ID trực tuyến. ID trực tuyến là một trong những tên gọi giúp các bạn có thể tìm kiếm được nhau trên trò chơi BS5 này. Hãy đặt cho mình một cái tên thật dễ nhớ và cho người khác cũng có thể kiếm được bạn nhé. Tại đây, nếu như các bạn đặt tên đúng thì bên góc phải sẽ có một dấu tích xanh. Nếu như tên đặt có bị trùng hoặc có ký tự đặc biệt thì sẽ có dấu X. Chúc các bạn may mắn. Chọn vào tiếp theo. Ở đây, chọn một hồ sơ để tùy chỉnh cài đặt quyền riêng tư. Mình khuyến khích các bạn nên chọn công khai, bởi vì mình thích các mối quan hệ công khai.
chế độ riêng tư công khai. Xác nhận. Xác nhận và tiếp tục. Tại đây cá nhân hóa. Xác nhận và tiếp tục. Các tài liệu hợp pháp quan trọng của pháp lý. Chọn vào mục tôi đồng ý. Sau đó bấm xác nhận. Sau khi đã lát xong, một địa chỉ email sẽ được gửi vào Gmail của bạn. Hãy confirm việc này bằng cách mở Gmail của bạn lên và xác nhận nhé. Sau khi xác minh xong, chúng ta ấn đã xác minh. Ở đây có bảo vệ tài khoản. Ấn OK. Tiếp theo, quy trình xác minh hai bước. Đây cũng là mật khẩu cấp 2 của các bạn. Ở đây thì có thể là chúng ta nhấn vào làm việc sau này. Tại video này mình sẽ hướng dẫn các bạn ở mục xác minh mật khẩu lớp 2 bằng tin nhắn văn bản. Tại đây chọn quốc gia, chúng ta sẽ chọn Việt Nam. Mục số di động, hãy nhập số di động của các bạn vào nhé. Sau khi nhập số di động xong, chúng ta nhấp vào thêm. Tại đây một dòng mã sẽ gửi đến số điện thoại của các bạn. Bấm kích hoạt. Ở quy trình xác minh bước 2 này, sau khi nhấp vào xong 6 mã số, Sony sẽ gửi cho các bạn tại màn hình của BS5 10 dòng mã code. Hãy dùng điện thoại hoặc giấy note lại. Sau này nó sẽ là những cách để các bạn có thể lấy lại mật khẩu sau khi đã chụp màn hình hoặc note lại xong. Bấm vào mục tôi ghi nhận lại những mã dự phòng này sử dụng về sau. Bấm đã xong, bấm OK. Đó là toàn bộ các bước để tạo được một tài khoản BS5. Chúc các bạn thành công. OK, và đó là toàn bộ video hướng dẫn các bạn tạo một tài khoản BSN trên máy PlayStation 5. Có một điều bất cập như thế này, chỉ có tài khoản Thái Lan mới có thể sử dụng được thẻ Visa và Master để mua các tựa game trên cửa hàng tại PlayStation Store. Thế còn US và UK, chúng ta chỉ có thể sử dụng BSN gift card. Đừng lo lắng gì cả. Halo Shop luôn ở đây để hỗ trợ các bạn, giúp các bạn có được những tựa game mà mình mong muốn trong thời gian sớm nhất, an toàn nhất và tiết kiệm nhất. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay cho chúng mình tại số hotline mình để bên dưới màn hình, cũng như là gọi điện tư vấn hoặc inbox và fanpage để chúng mình hỗ trợ các bạn trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào.